Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một ống đựng bút màu đỏ của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái ống đựng bút màu đỏ này. Và bên trên thì nó sẽ có trang trí một vài cái phần bông hoa màu vàng nhạt. Thì ngoài màu đỏ và màu vàng nhạt thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình đó là màu trắng và màu xanh lá cây nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng một số các cái phần dụng cụ như sau này. Mình sẽ có một cái bút chì này, một cái thước kẻ này, kéo này. Và đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái súng bắn keo nhé. Như vậy là chúng ta đã có đủ các cái phần nguyên liệu như thế này rồi. Bây giờ thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ cái phần kích thước thì chúng ta làm cái phần thân của cái ống đựng bút nhé. Thì nó sẽ có màu đỏ và mình sẽ kẻ cái phần hình chữ nhật. Chúng ta sẽ cuộn lại thành cái hình tròn đúng không? Thì làm được cái ống đựng bút nhé. Đây, mình có phần từ cái đoàn này, bây giờ thì các bạn đo này. Chiều dài của nó sẽ là 21 này. Chiều cao của nó sẽ là 9 nhé các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể làm dài hơn nhé. Đây thì mình đang hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Thế nên là sẽ mình sẽ làm ngắn thôi. Rồi, mình sẽ kẻ và mình sẽ cắt nó ra nhé. Sau đó thì mình cuộn tròn nó lại để tạo thành cái phần hình tròn để làm cái phần thân của cái bút này. Và mình sẽ dán kín cái phần đáy của cái ống đựng bút này vào nhé. Thì các bạn sẽ dán keo xuống bên dưới này nhé. Tiếp theo thì các bạn dán xuống bên dưới.
Thì như vậy các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có được một cái ống đựng bút màu đỏ đúng không? Bây giờ thì bước tiếp theo mình sẽ đi trang trí nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng màu vàng nhạt để chúng ta sẽ cắt thành cái hình bông hoa nha. Mình sẽ cắt 3 bông hoa thì các bạn sẽ cắt cho mình thành 3 hình vuông bằng nhau. Hoặc các bạn có thể không cắt bằng nhau cũng được. Thay đổi cái phần kích thước của cái bông hoa đi. Mình sẽ cắt những cái phần vuông này để tạo thành cái phần bông hoa nhé. Sau thì mình sẽ mở nó ra này. Đây mình có ba bông hoa màu vàng đúng không? Mình sẽ dán ba cái bông này lên trên cái mặt trước của cái đũa một bông này. Tiếp tục mình có bông thứ hai này. Và cái bông thứ ba, bông cuối cùng thì mình sẽ dán ở góc trên nhé. Sau thì mình sẽ cắt cái phần lá màu xanh lá cây. Đây các bạn cắt những cái lá màu như thế này cho mình nhé. Và để cho cái bông hoa và cái phần cánh hoa là lá này có những cái sự nổi bật hơn thì mình sẽ đi uốn cong nó lên như thế này để cho nó có cái sự khác biệt nhé. Và thì mình sẽ dán những cái cánh hoa này và những cái phần lá này. Mình sẽ dán xuống bên dưới những cái bông hoa. Các bạn có thể dán vào cái vị trí nào tùy ý nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái ống đựng này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.